Bánh chào quý cô chú anh chị nha. Bánh chào cả nhà thân yêu. Chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của Mẫn nè. Thì hồi nãy Mẫn có dỡ được cái giớn ở đầu trên nha cả nhà. Được hai con lươn mà xảy hết một con này. Mẫn lấy cái chai của nó luôn, cái Mẫn bỏ con lươn này vô nè. Hồi nãy có cái tọt đó mà chị Linh đừng ngóc thêm vô vậy. Bây giờ cả nhà cùng Mẫn thăm mấy cái còn lại nha. Ốc nhiều quá trời luôn nè. Rụng tóc nhiều quá. Xong rồi cái nó mọc lại tóc mới, tóc con nhiều quá trời luôn. Nó cứ lũ phủ trước mặt không à. Cái này bữa nay nó cũng 2 ngày rồi nha cả nhà. Cũng có cá lội nè mà không biết dính nhiều không. Đang xuống. Cái ốc nè. Cái này phải cản một bình lại mới được. Để một bình nó chui vô. Trời ơi, hồi nãy mới gom lục bình xong mà giờ nó nhóc hết trơn nữa này kìa. Nãy mới gom lục bình đem vô bờ. Đùa lục bình vô mép bờ để nhớ mình dễ đi. Thử được mùi tanh nồng nặc không? Sợ mấy cái đó. Nó ngọt, nó giãn. Có cá này cả nhà ơi. Ốc này vẫn đổ nha cả nhà, chứ quá trời nhiều. Hồi nãy là bắt là nãy đổ ra là nửa thao này rồi nè. Mấy cái ốc nổi là một phần là ốc chết, một phần cũng là ốc sống nữa. Cái con sống thì nó cũng hay nổi lên trên mặt nước lắm. Cái này mới làm dấu nè, bỏ vô tạm ổn nha cả nhà. Cái đầu tiên tạm ổn, xíu nữa mình lùm ốc ra lại. Giờ thì mình đi buộc lại. Ê trời ơi, kém chút mới buộc rồi.
Bây giờ lên thăm trái tiếp theo nha cả nhà. Đen. Đen ơi. Ngoan. Trời ơi, có con luôn vàng tư luôn. Luôn này là chiều là được. Hai con này thôi là chiều được một nồi canh chua rồi đó. Nhưng mà không ổn rồi. Luôn thì bự. Giờ là phải tốc độ. Quá trời vàng nín luôn con lươn. À, vậy mà cái săn phi như vậy mà nó không có ý cũng đỡ. Nhưng mà cũng còn con lươn để mình ăn. Cũng có con lươn. Đáng lẽ ra nếu mà không có con lươn á lại không có gì hết trơn. Dài lát đát dài ăn tiếp. Tính mua thêm cái vớn đặt ở đầu kia. Đặt ở ngoài kia. Nhưng mà thôi chắc là thôi khỏi. Kiểu này không ổn mà. Xong. Mát nha cả nhà, không có lạnh miếng nào hết trơn á. Lúc thì lội ngay chỗ cạn, đi thì đi ngay chỗ sâu. Lâu quá. Cái này thì rất là sâu luôn.
lươn. Được một con lươn nữa rồi. Lươn này nhỏ à. Lươn này nhỏ à. Cái xăng tia như vậy. Không phải. Cái xăng tia ở trên trời như vậy cá nó cũng ra không được đâu. Có lươn á thì quả mai nó còn sống được. Gì đây? Gì đây? Gì đó đây? Tôi đang quá sợ nó bị giục. Nó dư dương càng. Nó dương nặng nha. Rồi luôn. Để biểu coi. Đưa tay bên đây nữa. Không được đâu, như vậy là xuống, xuống hết lại nữa. Nghi không phải. Ý là kêu kéo lên trên chứ không phải là kêu xuống dưới. Đi xích lên trên, xích lên trên. À, dịnh nha. Đúng rồi, chịu lại. Nhờ được rồi nha. Có gì đâu ăn. Đây, nha. Rồi xuống. Mận xảy cái con luôn vàng nín hồi nãy rồi nha cả nhà. Nãy thì mận cũng quên nữa. Mận tính là đừng có cho xảy con lươn này nè. Ai về đâu. Cuối cùng xảy con kia luôn. Con kia vàng nín mà cũng bự y chang vậy luôn. Trời ơi con kia nó khỏe khoắn vô cùng. Hôm nay là bội thu nha cả nhà. Bội thu cá nhưng mà là cá lau kiến. Cá lau kiến quá chừng nhiều luôn. Trời ơi. Ốc này để vẫn lựa ốc này ra. Xíu cái mình ốc này mình bỏ nè. Nếu cả nhà thích video này của Mận á, cả nhà nhớ cho Mẫn xin một like, một lượt đăng ký và bật chuông thông báo hội Mẫn luôn nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở video sau nè. Vô đây cũng được một mẻ kho nha cả nhà. Cá lau kiến này nếu mà mình xiên á thì mình lột dãy nó ra rồi mình nấu canh chua á. Canh chua ngon lành luôn. Cũng dễ ăn.